Vâng, tỷ số là 0-1 trong trận đấu này. Vâng, kata của game thủ tí trận đấu thứ hai trong trận đấu thứ hai. Vâng, bên kia có một Parmiran và một cái quân gì đấy nữa, dường như cũng là quân tuyển. Hai Pan, vâng, bên mình là AC và Kata. Hai Pan quá phụ cho Mapla. Vâng, game thủ Hoàng Magi là người cầm AC, còn Kata là của game thủ tí trong trận đấu này. Bãi quả là bãi quả 7 để cho game thủ tí trong trận đấu được cầm Kata. Vâng, cả thà của em thủ tí đang có được một bầy hiêu, dường như là 5 con và có vòi phía trên nữa. Đôi không? Vâng, đôi luôn. Có quả phụ, như vậy bài Gata này bạn đã đủ đồ rồi. Gata của tí đã đủ đồ. Một pha cầu voi đến từ game thủ tí. Vâng, như vậy là bây giờ thì đã đóng xong chiếc bet đầu tiên. Tiếp tục cầu con voi thứ hai về với nhà chính của mình. Vâng, chào anh Trịnh Tuấn nhá. Chào Vi Trường. Vâng, chào anh Bố Ngọc Hân. Vâng, dường như là 2-1 rồi. Vào rồi anh em ơi.
rất sôi động. Như vậy là ngay trận đấu mà ra quân của đội tuyển Việt Nam thì đang có những màn rượt đuổi tỷ số rất gay cấn. Dường như tỷ số đã là 2-1. Vâng, đội tuyển Việt Nam tiếp tục vươn lên. Và người ghi bàn không ai khác chính là Phượng. Vâng, thần rùa Công Phương. Vâng, Nguyễn Công Phương đã ghi bàn. Rất nhanh, như vậy là vừa bị gỡ hòa một đều thì đội tuyển Việt Nam đã rất biết cách để có thể vươn lên dẫn trước tỷ số. Tỷ số là 2-1. Đầu tiên là một cú ra chân dường như là đầy hiểm hóc của Trọng Hoàng. Và sau đấy thì thủ môn đội bạn đẩy ra và Công Phượng lao vào đá bổn. Ôi giời ơi, thằng chính xác là hậu vệ đối phương lại phản lưới nhà thủ Công Phượng. Vai Công Phượng. Dường như Công Phượng lại ăn rùa anh em ơi. Khoai. Vâng, thần rùa mang tên Công Phượng giải lần này. Chưa gì ăn ngay hai bàn của hậu vệ đội bạn biếu không. Ôi kìa. Vâng, giật dân vào vẻ được không? Con ngựa giò mình đang đẩy về thủ, chắc chắn sẽ thủ được bãi vàng. Rồi, như vậy bãi vàng đã kín dành cho game thủ tí trong trận đấu được cầm Kata. Đội bạn là 2-3 mới ra. Vâng, đây là nhà của đóng P sẽ phải đóng P. Vâng, nhà màu 4. Hai bãi gỗ ăn chung nhau kìa, lên đời rồi. Úi giời, 2L luôn. Hoàng Bảy Nhi báo về rất khó thở. Vâng, hai bàn siêu, vâng, siêu khỏe trong map la. Thực sự là như vậy. Rồi, khó. Tỷ số là 0-2 trong trận đấu này khi quân đội bạn là rất đẹp. Tỷ số là 0-2.